hôm trước cô Quỳnh bắt gặp một cơn mưa đầu mùa rất là đẹp, và cô Quỳnh đã khoái cơn mưa đầu mùa đó lại để cho cô cháu mình cùng nhau xem đấy. Bây giờ cô sẽ cho các con cùng xem cơn mưa đầu mùa đó nhé. Vậy là chúng ta vừa xem một video đấy. Và trong video các con vừa xem có hình ảnh gì? À đúng rồi, trong đoạn video các con vừa xem có hình ảnh về cơn mưa đấy. Mưa giúp cho không khí được trong lành, mưa giúp cho cây cối được xanh tươi đấy. Có một bạn nhỏ trong một bài hát, bạn ấy rất thích được đi làm mưa, vì bạn ấy muốn mang những giọt nước mưa đến cho cây cối được tươi tốt, hoa lá được tốt tươi đấy. Các con có biết đó là bài hát gì không nào? À, để biết đó là bài hát gì, các con hãy nghe cô Quỳnh hát nhé. Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi, chị gió ơi. Tôi muốn cây được xanh lá, hoa lá được tốt tươi. Cho tôi đi làm mưa, trong trời. Các con ơi, đó là bài hát Cho tôi đi làm mưa với, nhạc và lời của Hoàng Hà. Bài hát với âm điệu vui tươi, rất là dễ thương đấy. Các con đã thuộc bài hát chưa? À, cô sẽ dạy cho các con hát bài hát Cho tôi đi làm mưa với các cô nhé. Bây giờ các con hãy hát theo cô nhé. Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi, chị gió ơi. Nào, cô mời các con hát nhé. Các con hát tiếp nha. Tôi muốn cây được xanh lá, hoa lá được tốt tươi. Nào, cô mời các con hát cùng với cô nhé. Cho tôi đi làm mưa với, chị gió ơi, chị gió ơi. Làm hạt mưa giúp cho đời không phi hoài rong chơi. Bây giờ cô cháu mình sẽ cùng nhau hát trọn vẹn một bài hát theo nhạc cùng với cô nhé. Các con ơi, những cơn mưa thật là tốt cho đời đúng không nào? Mưa giúp cho cây cối được xanh tươi, mưa mang nguồn nước ngọt đến cho tất cả chúng ta, và mưa giúp cho ao hồ sông suối có được nhiều nước để cho các con vật sống dưới nước được bơi lội đấy. Bài hát Cho tôi đi làm mưa với thật là hay của tác giả Hoàng Hà sáng tác đúng không nào? Cô chúc cho các con hát thật là hay cho ông bà, cha mẹ và những người thân mình nghe nhé. Các con có thể nhờ cha mẹ hoặc là những người thân của mình quay lại video mà các con hát để gửi vào trong nhóm lớp cho cô và các bạn cùng nghe nhé.
Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở video sau nhé.